Đêm trên đảo Trường Sa bồi hồi nghe em hát. Bước lần của giai điệu nó nhẹ nhàng, nó như cái sóng lăn tăn ở đây, nhưng mà khi đã trào lên thì nó rất căng thẳng, nó làm cho chúng ta có thể nói là phải giữ lại được cái điểm đầu này từ bản chất âm nhạc đó, cũng như là cuộc đời vậy thôi. Chỉ cần một tiếng hát, một lời đồng vọng của Lý Tưởng thì lúc đó muôn triệu trái tim đều có chung nhịp đập.